Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong cái video tiếp theo này mình sẽ chơi cái trò gọi là Legenda Primili Quarus. Trong cái video này mở khóa nhân vật là bùa ốm mà bùa ốm ha. Rồi mình sẽ chọn mà bùa ốm lần này là Kid Boo luôn phải không? Này phải, này gọi là Super Boo. Super Bowl rồi. Dạ, Super Bowl. Đấu chế độ tournament. Trận đầu tiên tiền đấu với Goku. Hey, trời ơi, cho cái gì? Ý. Ồ. Cái gì vậy? Ý. Ôi trời ơi, trời ơi, bắn kìa. Ê, chạy lên đây bắn ta. Đánh người ta cho mày một chữ nè. Đây à, trời, nhanh đi, ở đâu vậy? Ôi trời, biến hình luôn. Wow, đừng nghĩ tao đánh không lại nha. Sung nè, văng ra chưa, trời trời, đứt nè. Sao? Chạy lại gần hoài sao? Đây, bóng nâng cấp sức mạnh đó nè. Đấu nè. Bây giờ ta sẽ nâng lên gần qua cho mình một quả nè. Đó, thấy chưa? Ôi trời, ha, cú cái hai nữa nè. Rồi làm sao mà đấu nó chạy lên đây nữa hả? Nữa hả? Đứt nè. Xong. Trận thứ nhất đã xong. Đó là giải quyết xong. Tiếp tục. Đó chính là cái trận thứ hai. Trận thứ hai. Chúng ta sẽ là đây đấu với nhân vật này. Hey, trời ơi. Nhiệt tình. Đó. Bấm. Wow. Ôi trời. Wow, trời. 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 Dữ vậy. Cho mình quả. Trời, đi đâu tiêu. Trời. Chúng. Ôi trời, đỡ được ha. Đỡ nè. Rồi, tiếp theo sẽ là người. Hi ha. Wow. Dành cái giỡn nha. Dăng. Trời kìa. Trời sao. Đâu có dễ như vậy. Trời nó đi. Đây. Trời hơn nha. Không trúng à. Cho mày hú chứ. Jeez. Dăng. Trời. Đứt nè. Đức nè. Tấn công. Đừng có giỡn. Trời. Ây da. Dữ vậy sao? Ây da. Gì vậy? Cái gì vậy? Xong xuôi. Ôi, ta đã vô địch. Tiếp theo. Chưa vô địch chứ còn đến con này cũng đúng. Trận này trận cuối cùng thắng thì thấy vô địch được.
Ai à, yêu cu hả? Trưởng kìa. Giỡn nè. Ai bây giờ sau này chà, biến thành nữa ha. Cấp 3 luôn. Cấp 3 luôn. Cấp 3 luôn. Ôi trời trời trời, áp đảo ghê vậy. Ôi đánh áp đảo luôn. Ghê thật. Này ta cũng phải nâng cấp sức mạnh lên mới được. Chưa. Đó đó đó, chết chưa. Biến thành, biến thành, biến nè. Ây da. Gì gì. Trời ơi. Te tua luôn kìa, dữ thiệt. Dữ thiệt. Chưa sao nữa luôn. Biết là chặn được nữa nha. Ôi trời. À, chúng nó đòn. Quá, nguyên con rồng. Ôi trời, dữ. Nguy hiểm thiệt. Ngang bằng máu với nó luôn ấy á. Trúng nè. Trúng nè. Hai chiêu rồi. Trúng nè. Lên đây hả? Lợi. Lợi lợi lợi. Xong. Giải quyết mày xong rồi đó. Tiếp tục. Trận tiếp theo của chúng ta chính là chính là một cái giải đấu mới. Vâng, vẫn là My Super Bowl. Tiếp tục. Nhân vật tiếp theo để đấu chúng ta đó chính là Con Lơ. Con Lơ, Con Lơ, Con Lơ. Ok. Đừng có mà giỡn như vậy. Giỡn à. Giỡn nè. Bị trội chưa. Trúng đòn chưa. Dẫn đòn. Sốc chưa. Chưa bị mất máu mấy nhiều rồi. Giải quyết mày xong thôi. Hai thằng chọi luôn. Chọi một quả. Bơm. Đó. Đây. Sử dụng hết toàn bộ kỹ năng của ta. Tiệt chiêu. Trời. Phóng. Bắt ta ở đâu dễ ăn vậy. Hi hi ha. Ya. Hi hi ha. Ya. Xong. Xong xong xong. Phù. Đứt nè. Thế là xong. Vâng, tiếp tục. Việc của chúng ta tiếp theo đó là đấu với ai. Thằng này hả? Thì có cái gì đây? Xử mày nè. Một cú đập. Một cú đập. Thế trời, bắn kìa. Bắn, 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 bắn. Trưởng, văng ra. Rồi, bây giờ tiếp theo. Chạy vô ạ, chạy vô nữa hả? Nửa hả, nửa hả, văng ra nè. Một quả, vô. Một quả, vô. Ý, ồ. Trời ơi trời. Thật là khó chịu. Thôi trời trời. Trời 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 trời. Mày
Mày. Trồi lên nè, đó, 5. Siêu, tiếp tục. Tiếp tục cái trận thứ hai đó là đối với con pizza. Giza. Gọi vô đi. Vô nào. Vô một trưởng trước. Chạy lại thăng đập nè. Tiếp theo bạn trưởng đập tiếp nè, đập nè, đập nè. Dân nè. Sóc nè. Trời trời, hay vậy. Né rất hay. Cũng vậy thôi. Ăn một chữ thì sẽ thế nào? Trời, một quả văng ra. Trời. Trời. Thiệt luôn. Ôi. Sao kìa? Trời ơi, biến hình như ra sao luôn. Lì vậy ta. Lì thiệt. Nâng cấp sức mạnh không? Đập luôn. Ôi trời, từ từ, từ từ. Hãy thời gian tâm lắm đây nha. Nguy hiểm. Công nhận. Lisa này mày lì quá vậy. Ôi trời, một quá. Rồi, ấy trời. Thiệt là trời 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 trời. Ôi đánh nha. Đánh người như thế hả? Đánh dữ vậy. Hoàng cốt. Cho mày biết mùi nè. Hoàng cốt. Lên nữa hả? Ở trời. Ôi lì thiệt, lì đòn quá. Xong,